chị đâu mà không có cách tâm lý mãi luôn nha. Các bạn, những người đang xem nha, hôm nay chia sẻ cảnh ba cái máy này nó mới cắt gọi cái miếng đất mà mình quay hổng gài các bạn. Đang chạy về rút quân như vậy hay là cắt cái miếng bên đây nữa không biết. Bên đây bà con đặt lú nhóc chứ chân, các bạn đợi đặt lú. Ô, lội đi luôn rồi các bạn. Chắc về luôn rồi. Không có cắt cho miếng hồi nãy luôn nha mọi người. Đi hết trơn. Mấy anh hồi nãy thì thải lúa cho mấy kéo chở vô. Quá trời thiêu. Đặt lúa nhóc hết trơn luôn các bạn ơi, 4-5 giỏ luôn. Quay hai cái máy này cắt rồi mà. Là chắc chúng chuẩn bị lội về nữa rồi nha mọi người. Tại vì máy nó cũng về luôn rồi. Chỗ này mới cắt nó chạy về nè các bạn ơi. Bây giờ tao thả nước vô luôn rồi. Quá trời nước nó chạy xiết rồi các bạn. Chỗ này là hết sợ bãi đập bãi gì nữa rồi. Trả vô rồi mọi người. Tấm cái xu này nó gấp luôn rồi. Không sao, bây giờ tao xả vô rồi gấp kệ. Này là xả vô là khoảng 5-6 giờ chiều là ngập gốc cả này hết trơn luôn đó các bạn. Nó trắng xóa vô luôn nè. Tại vì mực nước ở ngoài nó cao hơn mực nước ở trong 3 tấc các bạn ơi. Các bạn thấy không, khui vô nãy giờ còn cao hơn gì đó. Này cái bờ này bộ mình có quay đó các bạn. Này bờ này 500 m. Bờ của bà con Khmer các bạn ơi. 500 m tới đầu tới trong vườn đó luôn các bạn. Ở đây thì có mấy ghe đang, mấy vỏ đang đợi đặt lú nè mọi người. Cái lú này đặt ngay cái chỗ này luôn. Máy giờ nó lên đậu hết trơn rồi, cắt rồi nghe các bạn. Còn anh này đang đặt lú các bạn ơi. Đặt giáp đất hết trơn luôn á. Còn ở đây người ta đang móc lúa này, nhóc hết trơn luôn các bạn. Móc lúa nhiều lắm. Vì cắt là sót lúa giống sót. Lú nhóc hết trơn các bạn ơi. Thịt cá đồ móc lúa là nhiều. Đây xuồng vỏ này thịt cá luôn, có lú nữa các bạn ơi. Quá trời. Anh này đang đặt nãy các bạn. Ở đây thì có một giỏ nữa luôn, giỏ đang đặt luôn như nè, có bự các bạn. Nước chảy dữ lắm, mình không dám lội vô cho nó, sợ nó cuốn đi luôn.
để mình loại ra, loại ngay đầu trên cái nước nó sâu dữ không. Ê, trong này nó thô mình muốn ngã ngã luôn, bê bê cái giò luôn các bạn. Rồi, video mình làm tới đây kết thúc luôn nha mọi người.